toplinkatm.com, bán hàng Boxy Mobile rẻ nhất Việt Nam. Ngoài ra, vận may UC, vận may Nick thì được trúng 100%. Truy cập ngay shoplinkatm.com. Mẹ tự che hát rồi, để cho mình che hát đâu ạ. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại channel của mình nha. Hôm nay thì mình lại tiếp tục đi trà trộn. Cũng khoảng 2-3 hôm rồi mình chưa có ra clip đều cho anh em xem được. Tại vì dạo này mình đang phải làm cả hai kênh nên là nó hơi là vất vả một tí. Nên là vài ngày đầu nên là mình cũng chưa sắp xếp được nhiều thời gian để làm clip được. Hôm nay thì rảnh rỗi nên là mình sẽ vào làm về tiếp clip về con game PUBG này cho anh em xem đây. Anh em cứ kêu mình rằng là đi trà trộn đi. Hôm nay thì nhảy vào khu gì nhỉ? Đây khu Narip anh em ạ. Có một team luôn đấy. Lúc nãy mình thấy có một team này. Vừa nãy mới nghe thấy tiếng chân ở ngay cạnh đây thì phải. Đâu rồi? Ông này như trên nhà thì phải. Bị đi lại. À, ui. Anh áo hồng. Ui. Anh áo hồng đứng làm gì đấy vậy anh em? Anh trai ơi. Anh áo hồng đứng thanh niên đứng ngắm mình anh em ạ. Lườm bẩn là giỏ rồi. Mình để sang luôn nha mọi người. Đây này, ngay cạnh chỗ mình có tiếng chân. Chạy đâu bạn ơi? Đâu rồi? Rồi xong luôn ạ. Bị đồng đội mình dã rồi. Một ông chạy sang đây tiếng chân này. Nào nào vào anh ơi. Vào anh trai ơi. Ui hai tiếng chân luôn mọi người ạ. Hai thằng. Hello. À, bắn lại luôn à. Càng ở đây rồi. Bạn ơi mình đằng sau cơ mà. Bạn thanh niên này đấy. Đâu nữa nhỉ? Còn một tiếng chân ở ngoài nữa anh em ạ. Ở đây có người. Đây rồi. Ui con này con bốt. Con này con bốt này. Còn một tên nữa. À đây rồi. Nó đang đi về chỗ bọn ông đây. Đây rồi. Nào. Hello bác tài. Rồi clear luôn rồi. Clear rồi mấy ông ơi. Clear. Xịn thật sự. Thế là team này mình ăn 3 ông anh em ạ. Cơm ăn thì gạo còn đó. Mình la liếm luôn. Ai. Clear rồi. ngon. Mình sẽ tranh thủ lút và đi chúng luôn thôi. Trong gì nhở? Mình trà trộn thì mấy hôm nay cứ bầu mình tay to các thứ. Mình chơi một trận rồi. Trận trước hơi gãy sớm một tí anh em ạ. Chỉnh lại cái mic của mình cái đã. I got supplies. Marked a location. Ấy à? Có tiếng súng này anh em. Nó dụ mình nhờ. Thằng ấy mấy tên này dụ à? Mấy anh trai định dụ. Có xe luôn mọi người ạ. Cái nhà vệ sinh kìa. Đâu rồi? Chạy đi đâu bạn ơi? Này thì chạy này. Ông. Ông ở dưới gốc cây nữa à? Chết ngay đi bạn ơi. Xe đến. Rồi xong à? Ủa clear à? Ờ. Thế là thế nhé. Có hai thằng. Ờ chưa clear mọi người ạ. Mạng của mình đã được ăn đâu. Đây này, mạng của tôi đây này. Xong luôn rồi. Không phải nhá. Không phải đâu mấy ông ơi, chưa clear còn một thằng đấy. Vẫn có một thằng. Vẫn có một tên bây giờ nấp đâu đây? Tôi được mỗi một kin. Trời ơi. Tôi cũng được có một kin nè. Bây giờ ai được nhiều kill đây bây giờ? Mấy tên này là mình sao lại chạy xe nhỉ? Chạy xe mình nghĩ là mấy tên này là từ tan mốc qua. Chắc vậy rồi mọi người ạ. Nó chỉ level ở cái đồi núi thôi ông ạ. Bây giờ các thanh niên giờ tay to lắm anh em. Hai kill này. Tôi giữ X6 này. Trong xác còn mà. Bây giờ các thanh niên tay to lắm mọi người ạ. Bây giờ bắn san hốc á. Mình bảo thật luôn anh em. Tầm 10 trận mà khoảng. Ui. Thôi xong luôn ạ. Rồi. Gạt luôn thanh niên số 3 luôn rồi. Bắn đồng đội tôi. Bắn đồng đội tôi nè. Ui tên mày. Tên cuối cùng của cái team. Team 3 tên vừa bắn đấy anh em. Trời ơi nó đã vòng ra đằng sau rồi. Quá đen rồi thanh niên số 3. Từ mình giảm cái đồ họa này đi đã. Bây giờ mình đấy, toàn không biết bắn, bắn 10 trận san hốc thì mình đảm bảo với anh em phải đến tầm 8 trận là có hack. Ok. Tí tặng ông hẳn hai cái. Ở đâu nó cũng nhìn thấy anh em ạ. Bây giờ không hiểu, không biết là anh em có hay gặp hay không chứ mình nhá. Mình bắn gặp liên tục. Không biết đâu mà lần luôn. Quá là kinh khủng luôn. Giờ game càng ngày càng chán.
hack càng nhiều luôn ạ. Sương mù này, dày đặc như này thì nhìn thấy cái gì đây? Mình sinh ra để ngồi xem TV. Ông cứ ngồi im đấy. Kiểu gì chả trời ơi. Ui, bắn cái gì vậy Linh ơi? Ủa nó đâu rồi? Nó nằm ở chỗ nào rồi anh em ạ? À, đây là team này chạy từ post cam qua đây. Nằm đi, mình cứu. Ây à, quăng bom luôn mọi người ạ. Càng thế mấy anh trai. Từ thôi cho em bắn vơi, đừng làm thế mà dế xa nhau anh ơi. Không rồi, góc này rồi. Hơi sai. Ngáp anh em ạ. Chả hiểu kiểu gì. Hôm qua mình ngủ hơi muộn. Ai à. Ui, mấy tên này có cả skin luôn anh em ạ. Gặp team bắn hay rồi. Gặp đúng team bắn hay rồi mọi người ơi. Gặp team bắn hay rồi. Rồi thấy. Chả nhìn được cái gì mà bắn luôn đấy. Nhìn thấy mỗi tí thì đi anh em ạ. Không được rồi. Chỗ này hơi khoai mọi người ạ. Nếu mà cứ đứng đây là kiểu gì bị kẹp từ đã. Quang smoke để cho ông đồng đội của mình đã. Cứu đi, tôi kê cho. Không chạy, bây giờ không chạy lên được ấy. Đây, tôi chạy ra đây, tôi bỏ cái gốc cây này. Đứng đây là kiểu gì bị kẹp anh em ạ. Tôi phải tìm góc để mà đi thôi. Này thì cho bạn trái nét này. Đấy là quả khuyến mại nhá. Ấy à, bắn lại mình luôn à. Thôi bạn ơi, đừng làm thế mà thế sao nhau bạn ơi. Support rồi không ạ? Ôi, mình dè máu. Mình dè máu mấy tên này yếu lắm rồi đấy. Tên nào thò ra là đi như rằng là ăn đạn của mình luôn ạ. Nó một. Hay quá mấy ông ơi. Được quá. Vãi thì bỏ hơi xa. Đứng đây lâu sợ nguy hiểm lắm mọi người ạ. Không biết đâu mà lần luôn. Ui đằng bên trái có. Ui thôi té. Đi mấy ông ơi. Thôi, mình xin lỗi các bạn. mình chọn con đường riêng đây. Ui vãi cả nồi ạ. Rồi xong luôn số 2 ạ. Đi bên trái nữa. Biết ngay mà mình nói. Ủi thôi anh ơi, em còn vợ ở nhà anh ơi. Đừng làm thế mà dễ ra nhau anh ơi. Chạy đổi đã, tìm bên trái. Thế nào đấy, như theo lời mình nói là bị kẹp luôn anh em ạ. Kinh quá. Đồ à, tên bên trái đâu rồi? À, thêm chân, đến chân. Đây rồi. Lên đây bạn ơi. Rồi xong. À, cái tên này là tên ở đôi. Tên ở đôi mở góc. Ủa bắn ghê thế. Hiểu không ơi. Ê đâu rồi. Mấy tên này là đồ anh em ạ. Đi mẹ tôi với ông đẩy. Ui. Đừng đẩy. Quay lại đi mấy ông ơi. Đẩy sao đấy chết đấy. Mấy cổ kia hơi vọng mọi người ạ. Sắp tan rồi. Nguy hiểm quá. Mấy cái team này bắn. À cái team này bắn tốt. Team này bắn tốt đấy. Quay lại đi. Quay chạy sang đường này. Ok. Chạy ngược chết sao được? Chạy về. Không support kịp đâu. Đấy, chạy về. Đi, chạy quay lại này. Quay lại chỗ tôi này. Đấy. Đi. Mấy cứ bị vọng thôi mọi người ạ. Đấy, tôi thấy đây. Bỏ mình ngồi đây cẩn thận chết đấy. Ngồi lâu thì kiểu gì dính ạ. Này thì chạy này. Thắm chạy được rồi anh em ạ. Thấy nó nhảy xong rồi cứ chạy. Từ đã, mình tăng cái đồ họa lên đã. Từ đã mình ngồi mình chờ đồng đội mình qua. Ui thôi. Ui phải ạ. Thôi bạn ơi, đừng làm thế mà dễ sao nhau bạn ơi. Ui cứu tôi này. Số 4 này. Chỗ này chỗ tôi xếp này. Thế rồi ông ơi. Đây ra đây. Ui vãi anh em ạ. Đây, ngồi chỗ tôi là cứu được rồi. Ui. Hai ông ơi. Hay quá ông ơi. Đây chạy xuống chỗ tôi này. Số 4 ơi. Chạy hẳn xuống luôn này. Lốc trên này rồi. Cứ bị vọng lại thôi. Cái vọng này tí mà ông ấy mở mic ông ấy sấy thì thôi anh em ạ. Ông hết cả đầu luôn. May quá. Mình vẫn được cứu. Tôi mới đông phải ở đấy thôi. Bắn là mấy cái đồi là nguy hiểm lắm. San hốc mà anh em. Ngồi ở giữa là chết đấy. Đi lên đồi luôn này. Đi. Lên đồi chưa? Lên đồi luôn này, lên đồi luôn này. Ông kia vừa nãy nốc rồi mọi người ạ. À, không cứ thế là thế. Đâm thẳng lên thôi. Tưởng hết rồi, chạy như một thằng điên ý. Đâu.
sợ thật sự. Bây giờ không tôi lại bắn này. Bắn đâu rồi bạn ơi? Không thấy này. Đấy, trận này căng lắm. Trận này công nhận căng thật anh em ạ. Đúng là gọi là trận này mình lúc mình vào phòng ấy toàn thấy chí tôn với cả các thứ thôi. Giờ bây toàn 100 nữa chứ. Toàn dân chơi thôi. Trận này toàn tay to đây. Chạy ra, mình ngoài bo mất rồi. Chạy thẳng luôn. Thằng đấy. Cho tôi chơi với. Bo về cầu mọi người ạ. Từ từ á. Bo vào cái cầu này. Đây, chỗ mình là sát bo rồi này. Đây à. Chạy đâu bạn ơi? Áo hồng tu te. Rồi cái tên trên kìa. Này thì ngồi. Áo hồng tu te này. Rồi clear rồi. Thế là tên này vẫn xấy được ông đồng đội mình nốc. Vừa nếu được thằng không chết luôn được, sợ thật. Lốc à, mày lốc đấy. À, lốc hay là... Lia rồi ông ơi, lia rồi. Thế là có hai team à, hai tên chạy đằng sau thôi. Chúng mình thế này là an toàn rồi. Tay to gì trời ơi. Mấy ông cứ bảo mình tay to nãy giờ à. Mình không biết bắn đâu. Mình bắn hên đấy. Bọn nó bơi hết rồi sao? Tầm này là bọn nó bơi rồi, bọn nó không chạy ở trên đồi đâu. Kể cả vào mình cũng thế thôi đúng không anh em? Bây giờ mà chạy từ cái đồi kia xuống cái khác gì tự sát đâu. À, ừ, chắc chắn là chết luôn đấy. Chết rồi, lịch sử đây này chết rồi. Bo về cầu. Hy vọng bọn mình dính đi. Ui, mình trong bo. Ông này táp à? Táp đâu vậy bạn ơi? Táp à? Mình không? Cái này thì táp. Ui giời ơi. Ăn vừa đầu luôn. Táp cái gì? Cứ nhìn thấy đâu à? Đằng sau là mình nghĩ hết rồi. Bo mình luôn kìa, ôi đẹp. Ôi đẹp này chứ tất. Đằng sau này. À. Sao vẫn có tiền trong nhà? Ủa? Ôi thế là khoai rồi anh em ơi. Bỏ đi đâu bạn ơi? Chạy về đâu khi nhà đã mất? Rồi có một tên táp ở đấy nữa. Nó ở bên mặt kia mọi người ạ. Căng thế. Anh em nhìn cái bo còn nhỏ này mà còn đông chưa? Như này là đông đấy. Ui đằng sau cũng có người luôn kìa. Đây rồi. Ui tên này yếu. Tên này đứng ngoài bo mà sấy hả bạn? Đứng ngoài bo là chết dở rồi. Trên mặt tôi không ơi. Ui chú ếch xanh. Chú ếch xanh đang bắn ở trên cầu. Ui cái gì đấy? Ui thôi rồi. Ôi cần tôi nè ông ơi. Toang rồi. Cứu ông ơi, số 4 ơi. Chạy qua đây cứu tôi van. Tôi đang ít máu. Thôi xong rồi. Chạy lại kìa. Không kịp. Sao lại vẫn còn ở đằng sau mình được anh em ạ? Sắc lọ nhiều, lọ nhiều. Tay to. Sắc lọ cái gì? Ôi phí thế. Căng quá, căng từ đầu luôn anh em ạ. Sợ thật. Chết quả đúng là dại thật. Mình biết là trong nhà có rồi. Hay là tên này hình như là chắc là đẩy từ trong nhà ra rồi mọi người ạ. Thôi xem nốt đồng đội xem có lấy được top 1 không. Còn bao nhiêu? Còn có 3 tên nữa thôi. Ui ông nằm này là chết rồi. Nằm kiểu này này. Nó thỏa ra nó bắn cái là chết luôn này. Như chỉ còn tiếp trong nhà thôi. Đấy bảo ngay mà biết ngay mà. Nằm kiểu đấy thì cái hòn đá của nó thừa sức để thấy luôn. Rồi xong, thế là còn 3 ông. Còn 3 ông nữa là top 1 rồi. Cố lên bạn số 2 rồi. Chạy phải đi. Dưới cầu hết chưa? Chạy phải đi ông ơi, chạy phải đi. Chạy hết sang bên phải kia. Cầu hết rồi. Cầu bọn nó chết bò rồi. Theo như mình nghĩ ấy, nếu mà cái pha này thì anh em nên chạy phải. Nó vừa bắn tôi sát, đấy không? Chạy sát phải để giết được cái thằng nó... cái thằng ở hòn đá đấy. Chứ chạy trái là khoai hơn. Chạy phải ông ơi. Chạy phải bắn thằng đá trước. Trái kìa, nó đang chạy cầu. Ui. Ngó bọn trái làm gì? Thằng ở bên phải kìa. Ông này toang rồi. Chạy phải bắn chết này. Ui chạy sát phải ông ơi. Cố lên ông ơi. Ui không cố được. Chạy phải chạy luôn cơ. Quá đen anh em ạ. Ok, clip của mình cũng dừng lại đây thôi. Trận này gặp toàn tay to anh em ạ. Rất tiếc là không lấy được top 1.
mà cũng đem đến cho anh em những cái pha cũng hơi xịn sò một tí. Anh em xem thì đừng quên cho mình một like nhé. Cảm ơn anh em và hẹn anh em những clip tiếp theo. Bye bye.